Trước khi vào cái giờ chính thức thực hành thiền, thiền sư sẽ giải thích một chút về cái mục đích, cái ý nghĩa mà mình vừa mới làm lễ sám hối và thọ trì bát quan trai giới. Thì tất cả mọi người là những người phàm phu ở trên cuộc đời, để do những cái lời nói, những cái hành động, những cái ý nghĩ của mình sẽ có những cái nỗi lầm do thân khẩu ý phát sinh ra. Và những cái nỗi lầm này sẽ là cái nguyên nhân khiến cho mình phải chịu những cái quả báo, những khổ đau bất hạnh ở ngay trong hiện tại và cả ở tương lai. Vì vậy, với cái người nào khi mà mình có nỗi lầm mà mình biết đó là nỗi lầm, mình thấy được cái sự nguy hiểm của những cái nỗi lầm ấy, và có cái sự hổ thẹn, có sự ghê sợ đối với những nỗi lầm ấy, thì mình sẽ ngăn ngừa không làm cho những cái nỗi lầm ấy nó không tái phát, nó không phát sinh ở trong tương lai nữa. Đó chính là cái ý nghĩa mà mình cần phải sám hối. Đấy là một cái sự phản tỉnh, nhìn nhận lại những cái nghiệp thiện ác mà mình đã tạo. Thì trong những cái nỗi lầm do thân khẩu ý của mình đã tạo, nó sẽ có những cái nỗi có nó sẽ làm trở ngại, làm chướng ngại cho cái con đường tu tập đi đến giải thoát giác ngộ. Đó là nếu như mình có vô tình hay cố ý xúc phạm đến những bậc có ân đức lớn, đó là Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và cha mẹ thầy tổ. Đấy là những cái bậc có đức hạnh, có ân đức lớn đối với mình. Nếu như cái người nào mà mình đã vô tình hay cố ý có phạm những cái nỗi lầm gì đến những bậc ân đức ấy mà mình không có sám hối, thì sẽ không thể tu tập được những pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh được. Chính vì vậy cho nên là cái tiền đề hay là cái nền tảng hay là những cái bước chuẩn bị cho một cái pháp môn thực hành, cái sự tu tập về nội tâm đi đến giác ngộ, thì mình cần phải thường xuyên sám hối những cái nỗi lầm mà mình đã tạo ra ở thân khẩu ý của mình. Thì vậy cho nên là cái sự sám hối ấy để mình hướng đến xem mình đã vô tình hay cố ý phạm đến Tam Bảo, đến cha mẹ thầy tổ, thì để sám hối cũng là để mình tránh khỏi những cái quả báo tội lỗi sau này. Nếu một cái người mà mình có những cái nỗi lầm đối với Tam Bảo, đối với cha mẹ thầy tổ mà không sám hối, thì sẽ có những cái quả báo tương lai rất là nặng, như là sinh vào trong bốn cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atuna. Thì khi mình sám hối để mình mong là ngăn ngừa tránh khỏi những cái quả báo sinh vào những cái cõi khổ ấy, tránh gặp ba nạn tai ở trên cái cuộc đời, có những cái tam tai như là gặp chiến tranh, dịch bệnh và những nạn đói trên đời. Nếu một cái người nào mà mình có những cái phước hay là mình không có những cái nỗi lầm, thì mình sẽ tránh được những cái nạn tai ở trên cuộc đời, tám trường hợp bất lợi. Đó là mong sao khi mình sinh ra trên cuộc đời không gặp tám cái cảnh không hợp thời, tám cái cảnh bất lợi, tám cái nơi sinh thú không có tạo ra được những nhiều lợi ích. Đó là sinh ra ở cái thời mà không có Phật pháp, như là mình sinh trước khi Đức Phật ra đời, đó là một cái sự sinh không hợp thời, vì mình sẽ không được nghe giảng Phật pháp, không biết đến cái con đường đi đến giải thoát giác ngộ. Hay sinh ra sau khi Đức đạo Phật đã diệt mất ở trên cuộc đời thì sẽ không còn đạo Phật nữa, đó là trường hợp bất lợi thứ hai. Và một cái người có thể sinh ở những nơi biên địa, những cái nơi mà không có văn hóa, xa cái vùng trung tâm văn hóa, không được tiếp nhận những cái văn hóa cao thượng, thì đấy cũng là một cái trường hợp bất lợi. Và một cái người sinh ra ở trong những cái gia đình ngoại đạo theo tà kiến, và mình sẽ tiếp thu những cái văn hóa, những cái tư tưởng tà kiến ấy, đấy là một cái trường hợp bất lợi. Và một cái người mà có thể là do những cái pháp môn thực hành về thiền định thâm sâu
mà mình sinh về những cái cảnh giới sống rất là lâu dài, như là cảnh như là những cái cõi phạm thiên vô tưởng, chỉ có thân mà không có nội tâm, cho nên không có tạo ra được những công đức phước này. Đó cũng là một trường hợp bất lợi. Hay là có những người sinh về những cõi vô sắc, sống rất lâu dài và chỉ có tâm thức nhưng không có thân thể, cho nên cũng không thể tu tập, không tạo ra được những phước này. Đó cũng là trường hợp bất lợi. Và trường hợp bất lợi nữa là một cái người sinh ở những cái cõi khổ đau, và một cái người sinh ra đã bị mù điếc ngọng câm, bị những cái dị tật bẩm sinh, thiếu những cái sức lực, không thể tạo được những cái thiện nghiệp lớn, không làm được những cái phận sự, những cái công việc như một người bình thường. Đấy cũng là những trường hợp bất lợi. Thì với một cái người mà mình có nỗi lầm mà mình biết sám hối, thì những cái đời kiếp kiếp mình sinh ra thì mình tránh không sinh vào những cái trường hợp bất lợi hay là những cái cảnh không hợp thời như vậy. Đó cũng là ý nghĩa mà hàng ngày mình cần phải phản tỉnh, cần phải nhìn lại những cái việc mà mình đã làm để mình sám hối. Và để mình cầu mong không phải tránh gặp ba nạn tai, 8 trường hợp bất lợi và 5 kẻ thù phá hoại. Thì trên đời sẽ có 5 cái đối tượng, là 5 những cái sự chống phá, cái sự chướng ngại mình. Thứ nhất là một cái người hay bị những người quyền thế chèn ép. Đấy cũng là do những cái nghiệp xấu mà mình đã tạo. Với cái người mà không sám hối thì mình ở cái đời này hoặc là những cái đời sau sinh ra, mình sẽ luôn luôn là cái người yếu thế và bị những người có quyền thế chèn ép. Đấy là cái trường hợp phá hoại thứ nhất. Trường hợp phá hoại thứ hai là người mà luôn luôn bị những cái trộm cướp, rình rập, cướp phá, phá hại. Đấy là trường hợp về kẻ thù phá hoại thứ hai. Có người có cái sự phá hoại nữa, đó chính là những người thân, hay là có những người sinh ra những đứa con hư hỏng, phá hoại hết những cái tài sản mà do cha mẹ đã tạo nên. Những đứa con ngỗ nghịch, làm quậy phá và làm phiền não và làm cho gia đình bị suy sụp. Đó cũng là những cái nỗi lầm. Nếu mà một cái người sống ở trên đời mình tạo tội lỗi không sám hối, mình sẽ gặp những trường hợp ấy. Và có những cái sự phá hoại do thiên tai đưa đến, như là bị nước cuốn hay bị lửa trôi, hay bị nước cuốn trôi hay bị lửa đốt cháy hết những cái tài sản của mình, bị gặp những cái hỏa hoạn. Đấy được gọi là 5 kẻ thù phá hoại. Và để mình tránh được khỏi 4 cái rủi ro bất hạnh. Cái rủi ro bất hạnh thứ nhất đó là mình sinh ra sinh ở trong 4 cõi ác. Đấy là cái rủi ro thứ nhất. Cái rủi ro thứ hai là sinh ra bị tật nguyền, mù điếc ngọng câm. Và cái rủi ro thứ ba là cái người sinh ra mà mình không có tin nhân quả, mình coi rằng chết rồi là hết, cho nên mình sẽ dửng dưng và thản nhiên đối với những cái tội lỗi mà mình đã tạo ra, không hề có cái sự hổ thẹn, không hề có cái sự ghê sợ, không hề có cái sự sám hối. Thì đấy cũng sẽ là một cái rủi ro bất hạnh. Hay là một cái rủi ro bất hạnh thứ tư là cái sự tà kiến, mình chấp rằng sẽ có một cái linh hồn trường tồn vĩnh cửu, hay là mình tin theo những cái pháp tu khổ hạnh tà đạo, và mình tin vào những cái tà kiến và mình thực hành những cái tà đạo, những cái khổ hạnh vô ích. Thì đấy cũng là một cái sự rủi ro bất hạnh. Và tránh được 5, và cái sự sám hối ấy sẽ làm cho mình tránh được 5 cái sự mất mát ở cái kiếp người này nữa. Đó là cái sự mất mát về thân bằng quyến thuộc, về người thân, cái sự tử biệt sinh ly. Nhưng mà trong gia đình nhà mình mà có những cái người thân khi mà còn trẻ tuổi mà đã phải lìa đời, thì đấy cũng là một cái nghiệp xấu của những cái người thân nhân của những người đấy, và bản thân cái người đấy cũng là những cái người gặp những cái nghiệp xấu do những cái bất thiện nghiệp mà mình đã tạo ra. Vì vậy nên là mình cần phải sám hối.
để mình tránh những cái nghiệp xấu như vậy. Cái sự mất mát thứ hai là mất mát về tài sản. Có những người mình làm ra tài sản nhưng mà mình không giữ gìn được, bị mất mát do trộm cướp, do những người có thế lực, hay là bị mất mát do những người thân, hay là bị mất mát do thiên tai. Thì đấy đều là những cái sự mất mát mà mình cần phải sám hối để mình tránh khỏi những cái sự mất mát ấy. Và cái sự mất mát nữa là mất mát về sức khỏe. Có những người không có, mình bị những cái tai nạn hiểm nghèo hay mình mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo nào đó, mình sẽ mất hết đi những cái sức lực, không còn sức khỏe để lao động, thì cái cuộc sống này nó trở nên vô nghĩa. Thì đó cũng là do những cái nỗi lầm mà mình đã tạo ra thì mình mới gặp những cái sự mất mát ấy. Và cái sự mất mát nữa đó là sự mất mát về giới hạnh, sự mất mát về giới đức, có thể là khiến làm những cái việc xấu, làm những cái việc tội lỗi, tạo ra những cái ác nghiệp, và mình sẽ bị trừng phạt, bị cái quả báo của những cái ác nghiệp đó ở ngay trong hiện tại hoặc là ở tương lai. Đó là cái sự mất mát về giới đức. Và cái sự mất mát cuối cùng là mất mát vì chi kiến hay là mất mát vì trí tuệ. Có thể mình sẽ tin theo một cái tà pháp, một cái tà đạo nào đấy, và khởi lên những cái tà kiến, chấp thủ vào những cái tà kiến ấy, và đó cũng là một cái sự mất mát nguy hiểm nhất ở trên cuộc đời. Thì một người có thể mất mát về người thân, mất mát về tài sản, mất mát về sức khỏe, ba cái sự mất mát ấy không đáng sợ bằng cái sự mất mát về giới hạnh và cái sự mất mát về chi kiến hay là trí tuệ. Vì khi mình mất mát ba cái điều trên, có thể không vì vậy mà mình phải sinh vào những cõi khổ đau. Nhưng nếu như một người mà mất mát về giới hạnh, mình không còn cái sự giữ giới thanh tịnh, mình không còn cái sự cái chi kiến đúng, cái hiểu biết, cái nhận thức đúng về nghiệp và quả của nghiệp, mà mình phỉ báng nhân quả nghiệp báo, không tin rằng có những cái kiếp tái sinh, không tin rằng có những cái chúng sinh hóa sinh, thì đấy là một cái sự mất mát nguy hiểm nhất. Mà nếu như mình mà mất mát cái chánh kiến này thì chắc chắn là khi mình chết mình sẽ đọa vào những cõi khổ đau. Đấy là vì để tránh những cái nguy hiểm, những cái sự bất lợi ở cả hiện tại và tương lai, cũng như là làm nền tảng để mình thực hành được những cái thiện nghiệp, thực hành những thiện pháp, những cái sự tu tập về cái đời sống nội tâm. Cho nên mình cần phải thường xuyên nhìn nhận lại những cái nỗi lầm mà mình đã tạo ra để có cái sự sám hối. Khi mà có cái sự sám hối, đấy là một cái sự hổ thẹn những cái nỗi lầm ấy, ghê sợ những nỗi lầm ấy, thấy nguy hiểm trong những cái nỗi mà mình đã tạo ra, để mình ngăn ngừa, mình không làm, không phạm vào những cái nỗi lầm ấy ở tương lai nữa, thì dần dần mình sẽ được trở nên thanh tịnh, thân khẩu ý của mình đều được thanh tịnh. Thì tất cả những cái điều ấy sẽ là trợ duyên để cho mình thực hành những cái pháp thượng nhân, như là thực hành thiền, mình có thể chứng đắc được cái sự thực hành về thiền định, và có thể chứng đắc được những pháp về thiền quán, và có thể đi đến cái sự giác ngộ các cái chân lý tứ thánh đế, và đi đến cái giải thoát khổ đau sinh tử. Thì hôm nay tất cả các Phật tử thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Thì bát quan trai giới là những cái giới hạnh của các bậc thánh nhân. Đây là cái đời sống thánh thiện. Và mình đã phát nguyện thọ trì sống cái hạnh của các bậc thánh nhân trong một ngày một đêm. Và mình cần giữ gìn để trọn vẹn cho nó thành tựu được cái bát quan trai giới này. Ở đây có cái ý nghĩa đó, là mình sẽ bắt chước cái hạnh của các bậc A-la-hán. Bởi vì các bậc thánh nhân A-la-hán suốt đời không có sát sinh. Và mình cần phải phát nguyện rằng một ngày một đêm hôm nay con sẽ nguyện thọ trì giới hạnh của bậc thánh nhân, đó là không sát sinh. Các bậc thánh nhân suốt đời không lấy trộm cắp. Vậy một ngày một đêm nay con sẽ thọ trì giới là tránh xa trộm cắp. Các bậc thánh nhân A-la-hán suốt đời không hành dâm. Và một ngày một đêm hôm nay con sẽ nguyện thọ trì cái giới hạnh là không hành dâm. Các bậc thánh nhân suốt đời không nói dối.
Vậy nên là một ngày một đêm nay con sẽ tránh xa nói dối, là các bậc thánh nhân suốt đời không uống rượu và các chất say. Vì vậy một ngày một đêm nay con sẽ thọ trì giới không uống rượu và các chất say. Vậy các bậc A La Hán suốt đời không có ăn phi thời. Và một ngày một đêm nay con sẽ chọn đời, con sẽ nguyện giữ cái hạnh không ăn phi thời. Tức là ăn phi thời ở đây là sau cái giờ đứng bóng, là cái giờ mà giữa trưa là cái giờ đứng bóng. Mình chỉ ăn trước từ cái lúc mặt trời mọc, tức là từ lúc rạng đông cho đến lúc mặt trời đứng bóng. Còn từ sau mặt trời đứng bóng đổ đi thì nó tương đương với 12 giờ trưa. Ở so với những cái thời ở Việt Nam mình thì nó tương đương như vậy, khoảng từ 12 giờ trưa đổ về buổi sáng. Đấy là cái trước giờ đứng bóng, và từ 12 giờ đổ đi được gọi là sau giờ đứng bóng, gọi là sau giờ ngọ. Thì là cái giờ đấy là mình sẽ không ăn phi thời, tức là mình không ăn những cái thức ăn buổi sáng được phép ăn, nhưng buổi chiều mình sẽ không được phép ăn. Vậy thì với một cái người mà mình giữ cái giới không ăn phi thời thì từ sau buổi chiều mình sẽ không ăn các cái thức ăn vật cứng vật mềm, và mình sẽ được dùng một số những cái nước uống. Và trong luật thì Đức Phật cho mình thọ dụng 5 thứ vào buổi chiều, đó là được phép uống nước trái cây ép, bỏ hết xác đi và mình được phép uống cái nước trái cây ấy. Mình được phép uống nước mật ong, nước đường, dầu mè, bơ nọc. Thế là có 5 cái thứ đấy là mình mới được dùng. Còn ngoài ra 5 cái thứ ấy thì mình không nên dùng cái gì, trừ khi đó là những cái nó thuộc về thuốc chữa bệnh. Nếu như người nào ốm thì mình có thể được dùng những cái y dược, những cái thuốc để chữa bệnh. Còn lại thì mình sẽ không dùng những cái vật thực thức ăn trong một ngày một đêm. Tức là khi mình đã thọ giới từ cái giờ này thì mình sẽ giữ cái bát quan trai giới, 8 phần trai giới này cho đến rạng đông của ngày mai, khoảng chừng 5 giờ sáng của ngày mai, thì đó là vào cái giờ rạng đông. Và các bậc A-la-hán suốt đời không có múa hát, không có trang điểm. Vì vậy một ngày một đêm hôm nay mình sẽ học cái hạnh của các bậc thánh nhân, đó là không có trang điểm và không múa hát. Thì tất cả những cái đồ gì mà trang sức ở trên người thì mình cần phải tháo bỏ, và mình tạm thời hãy cất bỏ tất cả những cái đồ trang sức ấy, dù là những cái vòng đeo ở trên tay, vòng đeo ở cổ, bông tai, nhẫn hay dây chuyền, tất cả những cái đồ gì là thuộc về trang sức thì mình nên cất bỏ đi, không nên đeo một cái đồ trang sức gì. Cũng như là mình không đánh phấn, không bôi son, không dùng nước hoa trong một ngày một đêm trọn vẹn như vậy, không trang điểm và không múa hát. Không múa hát và không xem nghe múa hát, tức là tự mình không có hát hò, và tự mình không ca múa, không chơi đàn và không xem người khác múa hát, và không lắng nghe những cái lời hát từ những người khác. Đấy là một ngày một đêm trọn vẹn như vậy thì mình sẽ giữ cái giới không trang điểm và không múa hát. Và cái giới cuối cùng là các bậc A-la-hán suốt đời không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Vậy một ngày một đêm nay con không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Tức là khi mà mình ngồi ở trên cái ghế hay là mình nằm ở trên cái giường, nó không quá là cao và không quá rộng, cũng như là mình không có trang sức, trang trí, thì đấy là đang giữ cái giới không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Cái cao mà khoảng từ trên 50 phân trở lên thì được gọi là quá cao. Tức là nếu như mình có ngồi trên một cái ghế ngồi thì cũng không nên cao quá, và không nên trên cái ghế ngồi lộng lẫy, và nằm ở một cái giường nó không quá cao và không quá rộng, và không trang trí, không trang sức hoa hương hoa ở trên đó. Thì đó là 8 cái phần trai giới. Thì 8 cái phần trai giới này, 8 cái giới này là nền tảng để mình thực hành về thiền định. Thì nhân giới sinh định, mà nhân định thì sinh tuệ. Thế một cái người nào mà có giữ giới thì mới có thể thực hành được thiền định, và có thành tựu được thiền định thì mới phát triển được thiền tuệ, mới có thể đi đến cái
sự giác ngộ ra các sự thật. Thì trong đó thì mình có giữ là năm giới, ngũ giới và bát quan trai giới. Thì thực ra cái sự ngũ giới sẽ mình chỉ làm nền tảng để làm những cái phước thiện như là bố thí, cúng dường khác cho được thanh tịnh. Chứ nếu như một người chỉ giữ năm giới thôi, mình sẽ không đủ điều kiện tu tập và chứng đắc được các cái pháp về thiền, các cái pháp thượng nhân này. Thì với một cái người muốn chứng đắc được các pháp thiền thì đòi hỏi người đấy cần phải giữ được cả tám giới này, giữ được bát quan trai giới này thì mới có thể làm nền tảng để thực hành thiền được. Vì vậy cho nên khi mình tham dự những cái khóa thiền ở bất cứ nơi đâu cũng thế, mình cần mình sẽ luôn luôn được truyền thọ tam quy và bát quan trai giới này. Vì bát quan trai giới mới là nền tảng để cho mình có thể thực hành pháp thiền được. Vì bát quan trai giới này sẽ có cái sự thu thúc cao hơn là mình giữ năm giới. Đó là mình sẽ xa lìa được những cái sự rể ruôi, những cái sự phóng dật, năng xăng ở bên ngoài, tránh được cái đờn ca múa hát. Đó là cái làm cho mình bị động tâm, làm cho bị loạn tâm, không có làm cho mình định tĩnh lại được. Và cái sự giữ giới này nó sẽ có cái sự phòng hộ và có cái sự thu thúc cao. Tức là trong cái lúc mà mình giữ giới ấy, mình cần phải phòng hộ về thân, phòng hộ về lời nói và cần phải phòng hộ về tâm. Cũng như là mình cần phải phòng hộ các căn của mình không được để cho nó ưa thích đối với những cái cảnh trần. Như khi con mắt thấy cảnh sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến cho những cái tham ái, sân hận khởi lên thì mình phải buông xả, không được nắm giữ nó. Khi mà mình thấy một cái cảnh gì đó khả ái thì mình không được nắm giữ, tức là mình không được tưởng nhớ lại những cái cảnh ấy, toàn bộ cái cảnh ấy hay là một cái góc. Tướng riêng thì tham ái đối với lại cái cảnh sắc đẹp ấy không khởi lên. Như vậy khi mình thấy một cái gì đó mà mình không ưa thích, mình cũng buông xả đi, mình đừng có khởi lên ở trong tâm, thì đừng có tưởng nhớ lại. Thì đấy là mình có sự buông xả thì tâm của mình sẽ được an ổn định tĩnh. Cũng như vậy khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm đối với các cái cảnh trần, sắc thanh hương vị xúc, đấy được gọi là ngũ dục ở bên ngoài. Mình cần phải xa lìa năm dục này thì mình đã thanh tịnh được một phần rồi. Thế nên là mình cần phải có cái sự thu thúc như vậy, có cái sự phòng hộ như vậy. Thì đến lúc mình thực hành những cái pháp thiền, đó là thực hành về chánh niệm tỉnh giác, thì mình có thể đạt được đến cái sự định tĩnh, đến cái sự nhất tâm được. Và đến bây giờ sư sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người phương pháp để thực hành thiền. Thì trong cái buổi tu tập hôm nay thì sư sẽ hướng dẫn cho quý vị Phật tử ở đây thực hành pháp thiền hơi thở. Thiền để mình và mình sẽ thực hành để mình có được cái kinh nghiệm thực tế. Và mình thực hành cái pháp thiền hơi thở này, tức là mình đang là cái người thực hành về pháp thiền định. Mình phải tu tập, phải thực hành làm sao cho nó đắc định thì thôi. Mà muốn thực hành cho nó đắc định được thì ở cái người mới thực hành mình chưa đắc định. Vì vậy nên là cái pháp mình đang thực hành đây là cái sự chánh niệm. Khi nào cái niệm của mình nó được sung mãn rồi thì mình sẽ đi đến được cái sự nhất tâm và đắc định được. Thì như Đức Phật dạy rằng một vị ấy có thể đi đến dưới một cái gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, đi đến một cái cánh đồng, hay là đi đến bất cứ một cái nơi nào yên tĩnh. Vậy thì cái người mà thực hành thiền cần có một cái không gian rất là yên tĩnh. Hay là Đức Phật cũng nói rằng với cái người Phật tử, đệ tử Phật, mỗi khi gặp nhau thì có hai cái việc cần phải làm. Một là đàm luận về Phật Pháp,
hai là giữ cái sự im lặng thánh thiện. Vậy thì mỗi khi mà hội họp với nhau, một là chỉ có nghe giảng, trao đổi, thảo luận về Phật Pháp, và hai là thực hành thiền. Thực hành thiền chính là cái sự giữ cái sự im lặng thánh thiện. Thì đối với lại cái pháp thực hành về thiền hơi thở này thì được Đức Phật dạy trong rất nhiều những cái bài kinh, trong những kinh Nikaya như là kinh Đại Niệm Xứ. Nếu người nào đã từng học kinh Đại Niệm Xứ rồi thì mình sẽ thấy Đức Phật đã từng dạy pháp thiền niệm hơi thở, hay là trong kinh niệm hơi thở, kinh quán niệm hơi thở, Đức Phật cũng dạy về cái sự thực hành thiện niệm hơi thở một cách chi tiết, hay là kinh giáo giới Rahuna, Đức Phật cũng dạy về cái phương pháp thực hành thiền hơi thở, và rất nhiều những cái bài kinh khác Đức Phật đều đề cập, đều giảng dạy. Và chính bản thân Đức Phật khi tu tập mà để chứng đắc thành Phật quả thì Ngài cũng đã từng thực hành thiền niệm hơi thở này. Thế nên là Đức Phật nói rằng thiền niệm hơi thở vào, hơi thở ra được tu tập, được làm cho viên mãn, được tu tập làm cho sung mãn, đem đến quả lớn, đem đến lợi ích lớn, đem lại công đức lớn. Vậy nên khi một cái người nào mình có cái niềm tin rằng cái con đường thực hành thiền, pháp thiền niệm hơi thở là cái con đường mà Đức Phật đã thực hành, mà các bậc thánh nhân đã từng thực hành, và đã được Đức Phật đi đến cái sự giác ngộ giải thoát, và được Đức Phật khuyến khích giảng dạy, truyền đạt lại cho các thế hệ về sau, cho đến thế hệ thời nay mình cũng thực hành cái con đường ấy, thực hành cái pháp môn ấy, cũng là để với một cái mục đích là để đi đến cái sự giải thoát giác ngộ giống như Đức Phật. Khi mình có cái niềm tin như vậy thì mình trong khi thực hành nó sẽ có cái sự tha thiết, có cái sự nhiệt tâm, có tinh cần, có tỉnh giác, có chánh niệm, không phóng dật, thì nhất định mình sẽ đạt được đến nhất tâm định tinh. Thì với một cái sự thực hành thì với một cái người nào mà mình có thể ngồi được kiết già thì mình ngồi kiết già, người nào không ngồi kiết già được thì mình có thể ngồi bán già, hoặc là với có thể ngồi hai chân bằng nhau, mình không có chồng chân lên nhau, một chân bên trong, một chân bên ngoài, hai cái chân, một chân để sát trong, một chân để sát ngoài, mình không chồng chân lên nhau cũng được. Ngồi tư thế nào mình cảm thấy thoải mái nhất, ngồi tư thế nào mà mình cảm thấy nó đỡ đau chân nhất thì mình có thể ngồi tư thế như vậy. Khi ngồi thiền thì hai tay của mình có thể để một tay trên, tay dưới ở trên hai chân, hoặc là mình có thể để ở trên đầu gối, mình có thể thoải mái với để cho cái thân tâm mình nó được thoải mái nhất, không có bị gò ép, không ức chế, không căng thẳng. Thì cái phương pháp mà mình nhận biết hơi thở thì có nhiều phương pháp, có phương pháp gọi là quán sổ tức, tức là khi hơi thở đi vào, đi ra, mình có thể niệm bằng cái con số đếm 1. Hơi thở vào, ra, mình có thể niệm 2, có thể hơi thở vào, ra, niệm 3, niệm vào, ra, rồi niệm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau đó mình lại quay lại đếm từ 1 đến 10. Một cái người nào mà có thể đếm với cái con số ít nhất thì mình có thể đếm từ 1 đến 5. Tức là khi mà hơi thở vào, ra, đếm 1, hơi thở vào, ra, đếm 2, vào, ra, đếm 3, đếm 4 và đếm 5. Cũng đấy là ít nhất, mình không nên đếm ít hơn 5. Hoặc là có những người có thể đếm từ 1 đến 8, hơi thở vào, ra, đếm 1, vào, ra, đếm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hoặc đếm 9, hoặc đếm 10. Nhưng mà mình cũng không nên đếm nhiều hơn 10. Đó là đếm ít nhất là từ 1 đến 5, rồi lại quay lại đếm từ 1 đến 5. Mà người nào đếm nhiều nhất thì có thể đếm từ 1 đến 10, rồi mình lại quay lại đếm từ 1 đến 10. Chứ mình không nên đếm quá nhiều. Đếm ít quá thì tâm của mình nó sẽ bị bận rộn, mà đếm nhiều quá thì tâm của mình nó cũng sẽ mệt mỏi vì nó phải ghi nhớ nhiều con số. Vậy cho nên là có thể đếm một cái con số nào đấy mà mình cảm thấy nó phù hợp vừa phải nhất. Đấy là cái cách thứ nhất là đếm hơi thở. Cách thứ hai là mình chỉ nhận biết hơi thở vào và nhận biết hơi thở ra. Khi hơi thở vào thì mình biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đi ra thì nhận biết là hơi thở đang đi ra. Thì mình chỉ có cái chánh niệm tỉnh giác nhận biết hơi thở đi vào đi ra như thế cũng được.
Và có khi hơi thở nó vào nhanh, ra nhanh, mình cũng nhận biết như vậy. Có khi mà hơi thở nó vào chậm, nó ra chậm thì mình cũng nhận biết như vậy. Như trong kinh nói là hơi thở vào dài, vị ấy nhận biết hơi thở vào dài. Hơi thở ra dài, vị ấy nhận biết hơi thở ra dài. Hơi thở vào ngắn thì vị ấy nhận biết hơi thở vào ngắn. Và hơi thở ra ngắn, vị ấy nhận biết hơi thở ra ngắn. Thì cái sự dài ngắn là dài ngắn về thời gian, chứ không phải là dài ngắn về không gian. Vì vậy nên là có những lúc hơi thở nó vào nhanh ra nhanh, đấy là hơi thở vào ngắn ra ngắn. Có những hơi thở nó vào chậm ra chậm, đó được gọi là hơi thở vào dài ra dài. Thì mình cũng nhận biết cái hơi thở một cách rất tự nhiên, chứ mình không được điều khiển cho hơi thở, không được làm cho hơi thở này nó vào nhanh ra nhanh, mà cũng không được làm cho hơi thở nó vào chậm ra chậm. Mình không không được chủ động điều khiển hơi thở, mà phải để cho hơi thở nó đi vào tự nhiên nhất, để cho hơi thở đi ra tự nhiên nhất. Hoặc cũng có người thì sẽ nhận biết hơi thở bằng cách là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Cảm giác toàn thân ở đây là toàn thân của cái hơi thở. Thì cái hơi thở nó đi vào nó có 3 thời điểm, là bắt đầu đi vào, thời điểm giữa nó đang đi vào, và thời điểm cuối là kết thúc cái hơi đi vào. Cái hơi thở đi ra vậy nó có sẽ có 3 thời điểm. Thời điểm đầu là bắt đầu đi ra, thời điểm giữa là đang đi ra, và thời điểm cuối là kết thúc cái đi ra đấy. Và mình cũng nhận biết cái hơi thở đi vào đi ra ở cả 3 thời điểm như vậy. Đấy là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Và khi mà mình muốn nhận biết được hơi thở này, vì hơi thở nó không có hình dáng, nó không có màu sắc, mình không thể thấy nó bằng cái hình dáng và màu sắc, mà mình chỉ thấy nó bằng cái sự xúc giác, bằng cái sự xúc chạm mà thôi. Nó giống như là có gió nó sẽ thổi qua cái làn da mặt của mình và mình cảm nhận được đây là gió đang thổi. Cũng vậy, cái hơi thở nó là một cái luồng gió rất là nhẹ, nó rất là nhỏ, và nó chạm qua cái da ở cửa mũi. Nó có 3 cái điểm mà hơi thở nó sẽ chạm đến. Nếu mình để ý mình sẽ thấy có hơi thở nó vào ra, nó có thể chạm vào cái da ở hai bên cánh mũi này. Nếu mình muốn nhận biết hơi thở, mình phải hướng tâm lên cái da ở hai bên cánh mũi ấy, mình giữ tâm ở đấy thì mình sẽ thấy được hơi thở đi vào đi ra, nó xúc chạm ở đó. Cái cách để nhận biết hơi thở thứ hai là khi hơi thở vào ra nó sẽ xúc chạm ở trên cái da ở trên chóp mũi, và mình hướng tâm lên cái điểm chóp mũi ấy và nhận biết hơi thở vào ra ở ấy. Và điểm thứ ba là nó sẽ xúc chạm ở cái phần môi trên, ở cái da phần môi trên này. Vậy thì mình phải hướng tâm lên một trong 3 cái điểm xúc chạm ấy, thì mình sẽ luôn luôn giữ tâm ở đấy. Có những lúc để tâm sát vào cái da ở 3 cái điểm xúc chạm này. Còn nếu như người nào mà chú tâm quá nó căng thẳng thì mình để cách cái da ra một chút, thì mình sẽ thấy cái hơi thở nó sẽ đi vào đi ra ngay ở trước cửa mũi này. Thì mình chỉ được giữ tâm ở trước cửa mũi này, chứ không được đi theo hơi thở vào trong người mình. Nếu người nào mà mình đi theo hơi thở vào trong người mình, đi vào trong mũi, hay đi vào trong ngực, hay đi vào trong bụng mình, thì lúc đấy mình sẽ cái tâm nó sẽ bắt vào cái phần phong đại, chứ nó của thiền tứ đại, chứ nó không còn là hơi thở nữa. Khi nào nó còn ở điểm xúc chạm này thì nó là hơi thở. Khi nào nó đi vào trong người thì lúc đấy nó trở thành phong, nó trở thành cái tính gió phong đại của thiền tứ đại. Và nếu như mình để tâm nó cách xa cái cửa mũi này quá dài, nó đi ra quá xa với điểm xúc chạm, thì lúc đấy nó sẽ bắt vào cái khoảng hư không, thì lúc đấy mình nó lại chuyển thành cái pháp gọi là thiền hư không, kasina hư không, biến xứ hư không, chứ nó không còn là hơi thở nữa. Vậy thì hơi thở nó chỉ là hơi thở khi nó ở điểm xúc chạm, nó ở trước cửa mũi. Vì vậy nên muốn được thực hành được thiền hơi thở, mình phải nhận biết được cái điểm xúc chạm. Đó là mình cứ ngồi để cho hơi thở đi vào tự nhiên nhất, hơi thở đi ra tự nhiên nhất, và cái ý thức của mình nhận biết được hơi thở ngay ở điểm xúc chạm ấy, hướng tâm lên điểm xúc chạm. Nhưng mà để mình nhận biết hơi thở, mình quan sát được hơi thở, nhận diện được hơi thở, chứ mình không được nhận diện cái xúc chạm đấy liên tục, mà mình chỉ tựa cái tâm ở đấy thôi, mình chỉ hướng cái tâm lên đấy thôi để mình quan sát cái luồng hơi thở đi vào đi ra.
khi mình quan sát nhận biết được cái hơi thở đi vào đi ra rồi thì cái điểm xúc chạm ấy nó không còn rõ ràng nữa, cũng không sao, mình không cần phải đi tìm cái điểm xúc chạm quá nhiều, không cần quá bận tâm đến điểm xúc chạm, mà lúc ấy mình chỉ cần cứ nhận biết hơi thở đi vào đi ra thế là được rồi. Và khi trong cái lúc mình nhận biết hơi thở đi vào đi ra ấy mà nó có những cái tạp niệm, có những cái suy nghĩ khác nó khởi lên thì mình cần phải làm nơ nó đi, buông xả nó, không đi theo nó, không quan tâm đến nó, cứ mặc kệ nó. Và cho đến khi những cái vọng tưởng ấy nó mà khởi lên quá nhiều thì mình cần tác ý là buông xả, buông bỏ những cái vọng tiệm này đi. Mình chỉ cần nhắc nhở trong tâm mình hãy buông bỏ những vọng tưởng này đi, nó không đem lại lợi ích gì cả, buông xả nó đi, hãy quên nó đi và nhờ quay về nhận biết hơi thở, nhận biết hơi thở. Khi mình thúc giục như vậy, nhắc nhở như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ quay về với hơi thở. Trong lúc mà mình nhận biết hơi thở, mình chú tâm trên hơi thở ấy mà cái mức chú tâm mà nó mạnh quá thì mình phải nhận ra là cái chú tâm này mạnh quá thì mình cần phải giảm bớt cái chú tâm đi một chút, mình cần hơi nơ nà đi một chút, hơi để cái tâm nó thư giãn nhẹ nhàng ra một chút. Nếu như khi mà mình để cái tâm nhẹ quá, nó nơ nà quá, nó suy nghĩ mông lung, những vọng tưởng nó sinh khởi lên thì lúc ấy mình cũng phải nhận biết ra là cái sự chú tâm này yếu quá, mình cần phải chăm chú lên một chút. Thì lúc đấy mình thúc giục tâm cần phải chăm chú lên một chút. Khi nào mà cái tâm đang quan sát hơi thở một cách vừa phải, không mạnh không yếu, thì mình cũng tự biết là cái sự nhận biết hơi thở này là vừa phải, và mình cứ để tâm nhận biết cái hơi thở như vậy, không cần tinh tấn thêm mà cũng không được để cho cái tâm nó nhẹ hơn nữa, mà cứ giữ cái tâm nó vừa phải như vậy. Thế là vậy thì mình trong lúc chú tâm mình phải tự nhận biết được cái mức độ chú tâm như thế đã phù hợp chưa, đã vừa phải chưa, có cần phải điều chỉnh không, có cần phải tăng cái chú tâm lên hay giảm bớt cái chú tâm này đi không. Cái điều đấy tự mình phải nhận biết ra được, tự mình phải kinh nghiệm ra được. Và trong cái lúc quan sát hơi thở, nhận biết hơi thở với một cái tâm lý thản nhiên, với một cái sự tự nhiên nhất có thể, là khi mình ngồi, cái thân của mình cũng thoải mái tự nhiên nhất có thể, thì để cho hơi thở nó vào ra một cách thoải mái tự nhiên nhất có thể, và cái ý thức của mình nhận biết hơi thở đấy cũng với một cái tâm lý tự nhiên nhất có thể. Và mình cũng có, trong lúc ngồi ấy, mình cũng cần phải có cái sự nó là luôn luôn tinh tấn giữ gìn cho cái tâm của mình, nó không rời ra khỏi hơi thở, ngăn ngừa những cái vọng tưởng, cũng phải tinh tấn ngăn ngừa những cái vọng tưởng, những cái phóng tâm, không được để cho những cái tâm bất thiện, những cái triền cái, tham dục, sân hận, buôn trầm, thụy miên, trạo hối, hoài nghi nó khởi lên. Mình luôn 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 phải có cái sự tác ý thận trọng, đừng để cho tâm nó khởi lên những cái bất thiện pháp. Và cũng tự mình điều chỉnh cái mức chú tâm sao cho phù hợp, và mình phải cố gắng ngồi được càng lâu càng tốt, phải kham nhẫn lại những cái chướng ngại. Đôi khi có những cái vọng tưởng nó đến mà mình không thể nào buông xả đi được thì mình cứ phải quan sát hơi thở và mặc kệ cái vọng tưởng ấy, không bận tâm đến cái vọng tưởng ấy. Rồi cái chánh niệm của mình sau khi nó mạnh lên thì cái vọng tưởng ấy nó sẽ yếu đi. Cái lúc mà chánh niệm của mình nó yếu cho nên vọng tưởng nó đến mạnh, rồi mình cứ cố gắng phát triển cái chánh niệm. Khi chánh niệm mạnh lên rồi thì vọng tưởng sẽ giảm bớt đi dần dần. Thế là mình cũng phải luôn luôn có cái sự tinh tấn như vậy, và cùng tinh tấn cả về tâm và tinh tấn cả về thân. Khi mình ngồi sẽ có những cái sự đau nhức, cái sự mệt mỏi, cái sự khó chịu ở trên thân thì mình phải cố gắng kham nhẫn lại những cái sự nhức mỏi, cái sự khó chịu ấy. Thì khi nào mà nó đã quá là khó chịu, không thể chịu được nữa, lúc đấy mình mới thay đổi tư thế. Trong lúc ngồi mà đau chân, mình có thể đổi chân, duỗi chân ra, thay đổi tư thế, nhưng mắt vẫn phải nhắm nhưng không được mở. Nhanh chóng, nhẹ nhàng và thay đổi tư thế cho nó bớt cái sự đau nhức ấy, rồi sau đó lại ngồi tiếp. Và mình có thể ngồi được càng lâu càng tốt. Với một người mới tập thiền, mình có thể ngồi được 30 phút, sau đó mình sẽ tăng lên 40 phút, 50 phút, rồi sau đó tăng lên 1 tiếng, rồi sau đó tăng lên 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, rồi có thể ngồi lên 3-4 tiếng liên tục được thì càng tốt.
Khi mà ngồi như thế thì khi nào mình quên hết cả cái thân tâm này đi, đóng hết năm căn lại, mắt cần phải đóng lại, tai không nghe âm thanh, mũi không ngửi hương, lưỡi không nếm vị, và những cái cảm giác ở trên thân thì mình cũng phải phất nờ làm lơ nó đi, không bận tâm đến. Đóng hết năm căn lại thì chỉ còn một cái ý căn, đó là cái ý thức của mình nó đang nhận biết hơi thở vào ra. Thì khi nào mình chỉ còn một cái căn nó hoạt động thôi, đó là ý căn, thì mình cần phải giữ cho nó tỉnh táo sáng suốt, chánh niệm để nhận biết được cái hơi thở đi vào đi ra ở trên trước cửa mũi này. Rồi khi nào do mình có cái có cái mục đích, mình phải hiểu được cái mục đích mình hành thiền để làm cái gì, được hành thiền này được cái lợi lạc, được cái lợi ích gì. Nếu như mình có cái mục đích rõ ràng, mình hiểu được cái lợi ích của cái việc hành thiền thì cái tâm nó mới hoan hỷ, nó mới tha thiết, nó mới gắn bó với hơi thở, nó mới thích thú với hơi thở. Thì vậy thì chỉ có cái người nào mình có cái mục đích là muốn đoạn trừ những phiền não ở trong nội tâm, mình muốn đi đến sự giác ngộ, đi đến giải thoát khổ đau, thì cho nên là mình thực hành thiền, mình có cái mục đích như vậy, mình biết là cái con đường thực hành thiền mình sẽ đạt được cái mục đích ấy, đó là sẽ đoạn trừ được những phiền não, làm cho tâm mình nó thanh tịnh, làm cho cái trí tuệ của mình nó phát triển lên, để nó diệt trừ những vô minh, diệt trừ tham ái, diệt trừ chấp thủ và chấm dứt khổ đau sinh tử. Có hiểu như vậy thì cái quan sát hơi thở mình sẽ cảm thấy hoan hỷ, và chính cái sự hoan hỷ, cái hân hoan này càng lúc nó càng sung mãn lên. Vì vậy nên là khi ngồi thiền càng ngồi lâu thì cái sự hỷ lạc khinh an nó càng sung mãn, mình sẽ thấy thân mình nó nhẹ nhàng lên, tâm của mình nó có cái sự thích thú an vui, và từ cái sự khinh an sinh an lạc, từ sự an lạc sinh định tĩnh. Mình càng ngồi lâu thì mình sẽ càng cảm thấy thoải mái dễ chịu, lúc mới ngồi thì mình cảm thấy nó gò bó khó chịu, nhưng càng ngồi lâu mình sẽ càng cảm thấy hoan hỷ an lạc. Và nếu mà một cái người nào có ít cấu uế, ít phiền não, có cái định tĩnh, có cái tâm thanh tịnh trong sáng tốt, ít những cái triển cái, thì trong một thời thiền mình có thể đắc định được. Khi mà một cái dấu hiệu của cái sự đắc định đó là cái sự hỷ lạc khinh an nó rất là sung mãn, rồi sau đó trước mặt mình nó sẽ phát sinh ra cái ánh sáng nimitta. Thì cái nimitta này lúc đầu ấy thì nó mờ mờ như khói thuốc, sau đó thì nó sẽ trắng lên như bông gòn, và sau đó nó sẽ tỏa sáng rực rỡ như cái ánh đèn, như là ánh sao mai, như cái ánh điện ở trước mặt mình, nó sẽ tỏa sáng rực rỡ lên. Mà mình thấy cái tợ tướng này không phải mình thấy bằng mắt, mà nó hoàn toàn thấy bằng ý thức, hoàn toàn thấy bằng tâm thức. Mà cái ánh sáng đấy nó chính là cái tâm của mình, nó chính là ý thức của mình, là cái tâm của mình nó sáng lên, và mình sẽ thấy được điều đó. Thì cái nó sáng lên rồi nó phát sinh ra cái sắc do tâm sinh, cho nên là mình sẽ thấy cái ánh sáng càng lúc nó càng sáng. Thì khi mà mình càng định sâu thì ánh sáng đó nó càng rực rỡ, nó càng tỏa chiếu. Nếu tâm của mình ổn định, không bị loạn động thì cái ánh sáng nó sẽ duy trì suốt thời thiền, cả 1 tiếng, 2 tiếng, cả suốt ngày, suốt đêm được. Nhưng mình không được nhìn vào ánh sáng ấy, mình cứ tiếp tục quan sát hơi thở để phát triển cho cái định tướng, quang tướng, nimitta tướng, ánh sáng của mình càng lúc nó càng sáng lên. Thì đấy là cái dấu hiệu mà mình có thể đắc định, và mình cũng có thể chứng đắc được các tầng thiền nhờ đó, nhờ cái sự thực hành đúng phương pháp như vậy. Thì bây giờ là đến cái giờ mà bắt đầu mọi người sẽ vào thực tế, mình sẽ có một thời thiền 30 phút liền. Mọi người sẽ ngồi ở cái tư thế nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Ngồi mình có thể khoanh chân lại và giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại hoàn toàn. Tay của mình có để trên đai đầu gối hoặc để trên hai chân cũng được. Cứ để cho hơi thở nó đi vào tự nhiên nhất, hơi thở đi ra tự nhiên nhất, và mình cảm nhận cái hơi thở đấy bằng cách hướng tâm lên trước cửa mũi, trước cái hai cánh mũi hoặc là môi trên hoặc chóp mũi, để ý thấy hơi thở nó đi vào, nó đi ra. Với những người mới đầu thực hành thiền, mình nên đếm hơi thở khoảng trên dưới 10 phút, hơi thở vào ra đếm 1, vào ra đếm 2, đếm 3, 4, 5, 6, 7, 8,
rồi lại quay lại đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn nếu như mà mình đã từng thực hành thiền quen thuộc với hơi thở rồi thì mình không cần đếm. Mình chỉ cần biết hơi thở đó nó đi vào, đi ra, nó vào nhanh ra nhanh mình cũng biết như vậy. Hơi thở đấy nó vào chậm ra chậm nó cũng biết như vậy. Hơi thở bắt đầu đi vào, kết thúc đi vào mình cũng biết như vậy. Hơi thở bắt đầu đi ra, kết thúc đi ra mình cũng phải nhận biết như vậy. Và mình cứ chú tâm vừa phải, nhận biết hơi thở vừa phải, nhẹ nhàng tự nhiên nhất. Và luôn luôn nhận biết hơi thở ở trước mặt mình, ở trước cửa mũi, chứ không theo hơi thở xuống dưới bụng mình. Không quan sát cái cảm thọ, những cảm giác ở trên thân, mà chỉ quan sát hơi thở đi vào đi ra. Với cái sự quan sát vừa phải trung bình, không quá mạnh, không quá yếu, mình cứ nhẹ nhàng tự nhiên nhất mà có thể. Để bây giờ bắt đầu đến thời ngồi thiền, để bắt đầu mọi người nhắm mắt vào để nhận biết hơi thở vào ra.
Rồi đã hết 30 phút hành thiền, giờ mọi người xả thiền. Mọi người xả thiền và giải lao 20 phút. Nên sau 20 phút lại quay lại ngồi thời thiền thứ hai.